Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay phục dựng trong lịch lãm đến không ngờ của cái dàn đồ chơi hàng tuyển. Cái chiếc quay độ hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu các bạn đã được định hướng theo một cách rất lịch lãm, nam tính. Chắc chắn sẽ làm cho anh em cực kỳ thú với những cái trang bị xịn sò của con xe. Những chi tiết trên áo và dàn đầu được cắt gọn một cách là cẩn thận để nâng cấp cái cụm thắng Rainbow AZ19 Costa Costa mức giá khủng hoảng 6 triệu. Bên cạnh là cái cụm ga Domino ga màu vàng đồng nổi bật hơn với khả năng cốt gắn hành trình dây ga, đem đến cái nước đề ba bốc hơn. Nhìn vào cái phần mặt trong cái phần dàn tay lái, mình còn bắt gặp được chi tiết cái cụm đề tiếp tiết của chiếc 10, còn tích hợp luôn cả chức năng đã tắt mở động cơ khẩn cấp. Cái cụm công tắc đã được nâng cấp thành cái cụm Domino sắc nét hơn rất nhiều và nhiều chức năng. Ở giữa hai cái bộ cụm công tắc này là động một Umat Racing sản xuất dành cho cái X5, cái đời là 2005 đến 2010, gắn như gắn vào cái con quay bắt buộc phải chỉnh lại cái phần bờ cổ. Để gắn được và khoe ra được cái chịu lực sườn Holin thì người chủ loại bỏ phần yếm nữ sinh của con xe. Bên cạnh cái chịu lực là một cái chiếc ba ga làm hàng vòng từ titan với cái độ gia công tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Như anh em đang thấy, niền sắt nguyên bản đã bị thay mới bằng một cái dòng niền SL Asian bóng bẩy đẹp mắt. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái dòng niền zin. Hệ thống thắng được cường hóa bởi cái hệ phanh Dobelis 2 bit đi cùng với cái đĩa LS. Cái dòng đĩa thắng LS có thể gắn hoàn toàn như zin, tuy nhiên con heo lại phải thông qua cái phát nhôm CC. Hiệu năng nhún nhảy bây giờ trở nên cực kỳ êm ái và dễ chịu, nhất là di chuyển trong những cái địa hình xấu nhờ vào cặp phục Holden sản xuất dành riêng cho quay đi. Có thể được điều chỉnh cái độ đàn hồi nhanh và chậm của phục thông qua cái nấm chỉnh dưới cái chân. Tay giác sau cũng là một trong những chi tiết làm hoàn toàn bằng titan, liên lạc với ba cam phía trước và tăng cái độ hầm hố cho cái tổng thể. Raider nâng cấp cực đẹp, chỉ như món đồ chơi đố ai không chơi được. Cái chiếc Raider là một mẫu xe có công suất đa mạnh mẽ nhất trong cái phân khúc 150cc, bởi vì cái con xe này đang được nhận bao nhiêu tình cảm của anh em mê xe độ. Chứ dừng ở đó, anh em đã chọn phong cách để gửi gắm cái tình cảm của mình thông qua những món đồ chơi hiệu năng cao. Muốn có phần hiệu năng bóp thắng im dịu, bởi vậy người chủ đã nâng cấp cái cụm Rainbow AZ Costa Costa nhằm thỏa mãn được cái mong muốn đó. Ngoài ra chiếc xe còn được trang bị cái cụm tăng Domino để tốc nhanh hơn, cái cụm on up Dana gọn gàng làm cái nút đề, một phong cách rất độc đáo ít người chơi. Thì mình dự đoán tổng các món đồ chơi này đã ngốn hơn gần 10 triệu. Cái cụm con mang cái tên Domino tiếp em, một dòng sản phẩm dây con được nhiều anh em chơi xe rất ưa thích bởi vì mức giá hợp lý có khoảng là 3 triệu. Bên cạnh cái cụm con còn có cụm công tắc Henquist, một công tắc tới 7 chức năng mức giá là 2,8 triệu, có thể câu luôn cái nút đề và tắt mở động cơ. Anh em đang thấy không thể bỏ qua cái cây chịu lực Turbo, một cây chịu lực tới mức giá tầm là dưới 10 triệu được chế tác hoàn toàn bằng thủ công. Cái cặp mâm nguyên bản đã được nâng cấp thành cái mâm của Daytona, một dòng mâm nhôm đúc mức giá đắt nhất khoảng là 20 triệu và cũng là dòng mâm nhẹ nhất trong cái dòng mâm đúc. Hệ thống thắng phía trước được nâng cấp bởi cái hệ phanh đồ 4 mít đi cùng đĩa của Rainbow Oversize, tổng giá trị hơn 15 triệu. Cái Turbo nguyên bản đã được thay mới bằng cái Turbo chế tác từ titan, đem lại cái sự sắc sảo cũng như màu sắc cho con xe. Ngoài ra nó còn chống lại hiện tượng bị đuối sét. Hệ thống thắng phía sau được điều tiết bởi cái bình đặt Rainbow bình dầu rời mức giá khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng. Chịu cái sự điều khiển bởi bên đạp đó chính là heo của Whisper khắc đồ của anh tròn cũng nhìn hài não. Ngoài ra ở đây chúng ta thấy hết cái lông bồ của con xe, lông bồ Over thương hiệu đến từ cái xứ mặt trời mọc mức giá là hơn 5 triệu. Lấp ló ở đây chúng ta thấy được cái phục ni trinh đẳng cấp vượt qua các cái dòng Holden theo đánh giá của cộng đồng đam mê xe Việt Nam. Giá em ấy nằm trong khoảng là 30 triệu một cây nên hiệu năng nhúng của nó thì là quá tuyệt vời, đem lại cái cảm giác im ái vô cùng cho người dùng. Cái chiếc xe này mình nhìn rất là mê mẩn, chẳng biết sao khi mới có đủ kinh tế để dọn ra một cái tác phẩm như vậy. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, tiếp nhớ like, share, subscribe.